Sau ăn cơm gà trước cổng trường, khoảng 10 học sinh ở Nha Trang nhập viện. Sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường, nhiều học sinh tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng, nôn ói. Ngày 1 tháng 4, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ nghi ngộ độc khiến khoảng 10 em học sinh phải nhập viện điều trị. Một học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Trỗi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Di Sinh Nha Trang. Theo đó, vào ngày 29 tháng 3, sau khi ăn cơm gà trước cổng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Nha Trang, các nạn nhân có triệu chứng ngộ độc như nôn ói, đau bụng rồi nhập viện điều trị. Theo lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa, hiện các bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định, chưa có ca nào diễn biến nặng. Tổ công tác của sở đến các bệnh viện điều tra dịch tễ bệnh nhân, rà soát xác định người bán cơm trên vỉa hè đối diện trường. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Riêng việc lấy mẫu thực phẩm vẫn đang thực hiện, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa thông tin. Trước đó, vào giữa tháng 3, 2024, 367 người đã phải đến các bệnh viện để khám, điều trị sau khi ăn cơm gà Trâm Anh, đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang trên các mẫu gồm thực phẩm, nước, bàn tay, bệnh phẩm cho thấy đã phát hiện khuẩn Salmonella trong mẫu hành phi, gà xé và khuẩn Bacillus cereus trong cơm gà chan sốt trứng, gà xé, dưa chua. Ngoài ra, vi khuẩn Staphylococcus aureus còn được phát hiện trong bàn tay của một bệnh nhân.